Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đau đau và Jill cùng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Jill hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi sẽ cúi đi mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giấc quân quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau, bởi cười anh Chắc đang khổ đau.